Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Trung thu, hàng loạt gian hàng bánh Trung thu ở thành phố Hồ Chí Minh đã treo bảng giảm giá đến 50%, hay mua một tặng một, mua một thành bốn nhưng vẫn vắng người mua. So với năm ngoái, giá bán ở thời điểm này không biến động nhiều. Các loại bánh của các thương hiệu Kinh Đô, Đồng Khánh, Đại Phát trung bình từ 60 đến 70 ngàn đồng mỗi bánh, cao nhất là 5 triệu đồng hộp 6 bánh. Mặc dù giá thành không giảm, thế nhưng các gian hàng cũng đã áp dụng chương trình mua một tặng một, mua một thành bốn. Tuy vậy, không khí tại các vườn bánh Trung thu cũng còn khá ảm đạm, khách qua lại rất ít. Đây cũng là một thay đổi lớn so với các năm trước. Nếu mà giá cả thì cho dù là đến mùa thì cũng không có tăng giảm gì hết. Giá niêm yết thì người ta sẽ bán như vậy luôn. Và cuối mùa thì giá cũng là như vậy, cho dù đầu mùa hay cuối mùa cũng vậy. Đối với khách hàng mua bánh thì bản thân họ cũng đã từng mua bánh vào mấy những năm trước rồi, cho nên là họ cũng sẽ dựa trên cái khẩu vị của họ và những cái như là phổ biến như là đậu xanh hoặc là thập cẩm thì họ sẽ mua nhiều hơn. Mẫu mã năm nay thì nhiều hơn năm trước, nhưng mà nhiều khách lựa chọn thì cũng ít. Là nguyên nhân một phần, theo nguyên nhân cá nhân của mình là do tình hình kinh tế khó khăn và buôn bán, tình hình bán trên mạng online bán cũng nhiều nên cũng khách có nhiều lựa chọn hơn. Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, không chỉ chú trọng chất lượng mà còn yêu cầu thiết kế bao bì phải đẹp, vì những hộp bánh Trung thu còn là món quà gửi đến gia đình, bạn bè, đối tác. Năm nay các hãng bánh đã đưa ra thị trường các sản phẩm bánh Trung thu với nhiều hương vị, mẫu mã mới, bao bì độc đáo hơn so với những năm trước. Thế nhưng lượng đơn đặt hàng vẫn chưa được như kỳ vọng. Năm nay là bên Đại Phát mình có những cái mẫu mã mới mà giá cả mình vẫn giữ như năm 2022, mình không thay đổi giá. Năm nay họ có yêu cầu là đa phần là họ đang muốn in logo của họ lên trên bao bì của mình. Và những cái mẫu mã họ cũng đòi hỏi những cái sản phẩm phải đạt chất lượng và tiêu chuẩn. Mặc dù đã bày bán từ những ngày đầu tháng 8 cho đến nay, thế nhưng lượng khách đã giảm sút trông thấy. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu, dù những sạp bánh vẫn ở đó như một nét văn hóa quen thuộc nhưng lại vắng bóng người mua.